anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi tình tú trời cao thành vương miền xa. Khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn, hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý. Và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta.
đâu thì về đó. Ơi, tập lại cái đi vô đi, sao mà lúng túng cho nó vậy? Trả ra. Nam ra ngoài này đi, Nam ra ngoài này đi. Rồi, hai Nam đi trước như cũ, không có gì đừng có thay đổi nữa. Rồi, đi thẳng vô đi. Hai em còn có nhiệm vụ, mới đứng ngay chỗ đó nữa đó. Hai Nam đi vô. Hai Nam đi vô đi. Không, không dám vậy nữa. Hai em đi trước đi. Hai em đi trước đi. Rồi. Đi theo. Hai em đứng ra như cũ lại hai Nam á. Em về hai bên như cũ lại. Nữ người ta phải lên đó để người ta đút vô đó. Hiểu không? Rồi. Đi. Nữ đi vô. Ê, không, đang nói nữ, Nam đứng đó đi. Rồi nữ đi em. Rồi đi theo đi, nói đưa theo. Rồi, cho cái tay đặng lên chỗ đó đó. Chủ yếu là cái tay để lên. Diều đi vô đó, hồi nãy diều đi ra, bây giờ diều đi vô. Làm lại. Rồi, coi như Nam đi xong, nữ đi. Rồi, cho hai cái tay qua hai bên đi. Đúng rồi, rồi, Nam đứng đó lại đó. Rồi, nữ tách ra. Đúng rồi. Rồi cứ lần lượt vậy đi vô thôi. Rồi được chưa? Các em có cần là diễn lại nữa không? Có thấy tự tin chưa? Rồi thôi vô làm cái happy đi, rồi mình sẽ ra mình làm lại sao hả? Rồi cái happy lên. Happy đi chưa? Rồi tất cả lên đi. Hát múa luôn. Rồi chuẩn bị ra thời trang ra luôn nha. Hát lấy mì đi. Tại chỗ nè. Nhắc lại lần nữa là sát mặt sân khấu là pháo nó bắn lên là nguy hiểm. Cái tết thời trang đó mấy em đi, mấy em sâu chút xíu nữa nha. Sở dĩ cho mấy em thuộc về sau là sợ mấy cái sơ rê ra mấy cái đầm đó, nó ảnh hưởng đó. Cho nên là mấy em phải cố chú ý cái đó. Rồi mấy em hát đâu rồi? Rồi mấy em ra mà hai góc này chia ra sáu ca sĩ đúng không? Và chia ra hai bên đi, mỗi bên ba đi nha. Đứng
đứng thẳng đi Mai, đứng thẳng đi, đứng thẳng lên đi. Ừ, không sao hết. Rồi múa lùi chút xíu nè, múa lùi chút xíu nữa. Rồi bây giờ ca là dân hẳn lên đây luôn đi. Xuống cầu thang luôn. Đó, đó, rồi múa lùi về chút xíu nữa. Phương đứng ở trên với Trần đi. Rồi. Phải được quay những giỏi yêu nè. Không, đứng ở tầng trên này thôi, đứng ở trên này thôi. Xích xí xuống, xuống xuống một bậc, xuống một bậc. Ừ, rồi. Rồi. Không, chỗ đó không có bố trí, chỉ bố trí hai bên, dọc hai bên thôi. Rồi thì bữa nay vẫn thấy ở đó nha. Rồi bây giờ làm lại bài này lần nữa. À, sau đó tập lại cái bốn dân tộc. Nè. Rồi mà múa tập sau. Bài này lần nữa, sau đó là tập lại cái bốn dân tộc. Rồi lên đi, lên đi. Đợi mấy đứa nó lên là mấy con nó xuống nha. Đưa lên coi, thương thương đưa lên luôn cao ha. Rồi vậy được rồi, vậy được rồi. Rồi tập kết là về cái thời trang bốn dân tộc cái nữa đi. Rồi mấy em còn lại á, mấy em thời trang còn lại chúng ta nghỉ đi nha. Nhắc lại lần nữa, nhóm người mẫu 4 giờ chiều mai. 3 giờ hả? Rồi, nói lên 1 tiếng đồng hồ nữa là 3 giờ chiều. Chứ không phải là 4 giờ nha.